Sáng nay tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường, tọa lạc 394 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, linh mục An Tôn Hà Văn Minh là cha giáo xứ của chánh tòa đã có chương trình thiết thực ý nghĩa, mời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến dùng bữa cơm trưa thân mật tại nhà thờ và sau đó chương trình phát quà cho hơn 600 hộ gia đình nghèo trên địa phận thành phố Thủ Dầu Một. Vật phẩm gồm một túi gạo, một lốc nước ngọt, một phong bì thư, một tờ lịch, nước tương, đường, vân vân. Linh mục An Tôn Hà Văn Minh phối hợp cùng nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương và các y bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Medic đã khám và phát thuốc chữa bệnh cho hơn 600 người nghèo trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và các địa phương trong tỉnh. Trong buổi tặng quà và phát thuốc cho bà con, linh mục An Tôn Hà Văn Minh còn phối hợp thêm với tiệm salon tóc Dũng Sài Gòn phát tóc miễn phí cho bà con. Để hiểu rõ hơn cái chương trình mà hỗ trợ gạo hàng tháng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và chương trình phát quà hàng năm vào mừng Chúa Giáng Sinh, thì mời các bạn nghe qua lời chia sẻ của linh mục chánh xứ An Tôn Hà Văn Minh. Dạ, con chào cha. Dạ, cha chào con. Cha cho con hỏi á, thì hôm nay con tình cờ con đến đây thì con thấy ở bên nhà thờ mình có cái chương trình phát quà. Cha cho con hỏi cái chương trình phát quà này là nó có hàng tháng, hàng năm hay là sao cha? Ở đây nhà thờ chánh tòa đó thì phát quà hàng tháng vào giữa tháng, hàng quà là 10 là mỗi người 5 kg gạo thì khoảng 600 người một tháng. Còn Giáng sinh hàng năm đó, hàng năm Giáng sinh thì tổ chức vừa khám bệnh miễn phí, khám bệnh phát thuốc, rồi hớt tóc, rồi và ăn cơm, ăn tiệc đó, rồi phát quà. Cái phát quà này là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn hả cha? Là sao mình biết? Đây là những người mà trong giáo xứ chăm lo, gồm có lương dân và những người... Tức là những người sống ở trong cái vùng này mà nghèo, khoảng chừng 660 người, phần nhiều là lương dân. Vậy cha cho con hỏi á, ví dụ cái cha nói hàng tháng là hỗ trợ 5 kg gạo đó là... Mỗi người 5 kg gạo là mỗi tháng đều... Mỗi tháng, nhận mỗi tháng. Còn phát quà này là như mình... Một năm phát quà như vậy là một năm hai lần. Vào ngày... Giáng sinh và vừa mùa gọi là mùa phục sinh. Giáng sinh và phục sinh ở bên nhà thờ Công giáo vậy. Con cũng xin thay mặt các bà con có hoàn cảnh khó khăn, cũng cảm ơn cha đã có tấm lòng thương yêu và chia sẻ đến bà con những hoàn cảnh khó khăn đó. Chúc cha có nhiều sức khỏe. Cảm ơn cha. Linh mục An Tôn Hà Văn Minh là tác giả của nhiều quyển sách như là Gia đình Kitô hữu, Người là ai, Giáo hội như là Dấu chỉ Bí tích và Phận vụ Người giáo dân trong giáo hội. Thì linh mục An Tôn Hà Văn Minh đã nhận chức cách đây 3 năm, lễ nhậm chức cha An Tôn Hà Văn Minh tại giáo xứ chánh tòa Phú Cường vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 2017. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 11 giờ thì mọi người cùng dùng bữa cơm trưa. Linh mục An Tôn Hà Văn Minh mong muốn cùng các tổ chức, đoàn thể và các mạnh thường quân cùng chung tay chăm sóc những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cũng nằm trong chuỗi hoạt động đón chào Giáng sinh năm 2020 và đón mừng năm 2021. Thì ngày hôm nay Phương đến đây thấy có rất nhiều bà con, đa số là các người lớn tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà. Buổi nhận quà hôm nay, linh mục Hà Văn Minh có sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể như là nữ doanh nhân ở Bình Dương, các đội y bác sĩ của bệnh viện Đa Khoa Medic và salon tóc Dũng Sài Gòn. Việc làm của cha rất được nhiều các doanh nhân cũng như các y bác sĩ và những doanh nghiệp vô cùng hoan hỷ. Thì theo như lời cha nói, hàng tháng cha có hỗ trợ
hơn 600 những cái người có hoàn cảnh gia đình khó khăn đến lấy 5 ký gạo hàng tháng và nhận tại ngay nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường. Và phát quà thì một năm chia làm hai lần, có hai lần phải được phát quà vào ngày Chúa Giáng sinh và Chúa Phục sinh. Thì để biết rõ thêm về cái cảm nhận của những cô, những bà đi nhận quà ngày hôm nay, Phương sẽ tìm đến và hỏi thăm để chia sẻ đến các bạn về những cảm nghĩ của các bà và các cô cũng như các cháu đi nhận quà trong ngày hôm nay cho các bạn cùng hiểu rõ. Bữa nay ai chở ngoại đi á? Giờ kêu xe ôm mà không á. À, hồi nãy ngoại tới đây bằng cách nào? Một hai chở đi vòng. Bây giờ họ vừa ăn trống cứ à. À, nãy ngoại nhờ người ta chở đi tới đây. Sao ngoại biết ở đây nay phát quà? Ở có giấy mời mà. À, có nghĩa là có giấy mời của ở trong nhà thờ. Ngoại nhận được lần này lần thứ mấy rồi ngoại? Thứ hai. Lần trước là lâu không ngoại? Cũng Noel. À, Noel cứ mà gần Noel là người ta phát quà. Một lần nhận vậy là ngoại nhận được gì không ngoại? Gạo cứ quà đâu cứ cho nữa. Dạ. Hồi nãy con thấy một có phát phong bì nữa đó, ngoại có nhận cái phong bì không? Dạ, ở trong đó có tiền á ngoại cắt chưa? Ngoại cắt chưa? Cái chừng đây bố. Dạ. Ngoại sống ở nhà, ngoại sống chung một mình hay là sống với những người con ở ngoài? Con thằng hả? Người con trai hả ngoại? Mà anh có gia đình chưa ngoại? Chưa. Dạ, ngoại nhà đó là nhà của ngoại luôn hay là ngoại mướn? Nhà. Dạ. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại? 72 tuổi. Thôi cảm ơn ngoại ha, chúc ngoại có nhiều sức khỏe ha ngoại. Chào ngoại. Ngoại nãy nay đến đây nhận lâu chưa? Lâu con. Ai chở ngoại đến đây á? Có cái chú bây giờ ôm chở chú ở đằng chùa á. Bà cũng ở đằng chùa và chở lại đây luôn. Chùa nào ngoại? Năm trước chùa Phật học mình ở chùa ấy, chùa cho con đằng á. Dạ. Dạ hút thuốc. Dạ, ngoại đi hút thuốc thực hiện á hả? Ừ. Bữa nay nãy con thấy bên hông nhà thờ có khám chữa bệnh nữa đó ngoại, có khám không? Không có đâu. Đó, bên bệnh đang khám chữa bệnh miễn phí vào buổi sáng đó ngoại. Hồi nãy chú nó hơi lâu quá, chú hầu rồi đợi lâu quá, thôi bữa nào chú một người kỳ khác đi. Dạ. Chứ kỳ hôm rồi có anh khám lại đi uống. Dạ. Nắng quá. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại? 81 tuổi rồi. Ừ. Ngoại nhận được quà lần thứ mấy rồi? Được già nãy nhiêu không biết. Không ý là lần thứ mấy ngoại được nhận quà rồi? Lần này thứ nhì, thứ nhất trong năm gạo. Dạ. Vậy là mình cũng được còn tiền này ở còn gạo mỗi tháng 5 kg như vậy. À dạ. Gạo là mỗi tháng thì được hỗ trợ. Còn qua nước ngọt chứ qua này không có cái gạo không, cái chú đem thì chú sẽ cho vậy đó. Dạ. Đưa tiền trăm cho ổng. Dạ. Thôi cảm ơn ngoại, chúc ngoại nhiều sức khỏe ha. Chào ngoại. Chào cô. Cô hôm nay ai chở cô đến đây nhận quà hả cô? Xe ôm chở mà giờ chưa thấy lại. Nãy cô có dặn mấy giờ lại không? Có chứ. Có dặn hả? Hôm nay cô đến đây nhận được lần thứ mấy rồi cô? Hả? Lần thứ mấy rồi cô? Lâu rồi. Đợt vừa rồi năm giờ cô có nhận không? Có. Dạ, mỗi năm mà gần tới Noel là mình được phần quà hả cô ha? Dạ, lâu lắm rồi. Dạ. Mà cô có đi trong nhà thờ này không hay là nhà mình là đạo? Bên đạo Phật. Dạ, bên đạo Phật. Nhưng mà bên nhà thờ người ta vẫn phát giấy cho hả cô ha? Tại vì gia đình nghèo. Hoàn cảnh khó khăn hả cô? Gia đình hoàn cảnh khó khăn. Dạ, cô sống ở nhà một mình hay là sống với ai cô ha? Sống với con. Sống chung với người con hả cô? Cô giờ có đi làm gì không cô? Gia đình cũng nghèo lắm. Dạ. Giờ đợi, ủa mà nãy cô có dùng cơm chưa? Dùng rồi. Dạ, cảm ơn cô ha, chúc cô có nhiều sức khỏe. Mình ăn cơm, ăn một hôm qua, không có mình, không tưởng mình đi về. Dạ, tội hả cô? Ông về đã không hỏi, không có ông trở qua về. Dạ. Hỏi con dạ xa lắm thôi anh Cú Chi luôn. Dạ cô Cú Chi qua đây Cú Chi lỡ hồi đó thì mình ở bên đây nhưng giờ mình về bên quê. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô ha, chúc cô nhiều sức khỏe.
Ủa hôm nay con đến đây nhận quà là con đi với ai vậy? Dì hai hả? Mà sao hôm nay con biết ở đây phát quà? Dạ tại nhà hàng sớm con nói. À sớm nói là hôm nay mình được mấy phần quà con? Dạ mấy phần cô? Ủa sao có một phần hai người mà? À mỗi tháng ở đây nhà thờ cái phần quà là quà mỗi tháng riêng, còn mà quà Noel là riêng hết cơ. À, con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 10 rồi. 10 tuổi. Con học lớp mấy? Dạ lớp 5. Năm con tên gì? Trần Thị Tiến. À, nhà con được mấy anh em? Dạ không có anh em, có mình con. Ủa ba mẹ con đâu? Dạ như là con không có ba mà con mẹ rồi. Con không có ba. À, mẹ còn mẹ đi làm hả? Dạ. À à, dì hai đây là chị, vậy là chị của mẹ hả? Hả cô? À vậy là hiện giờ cháu là đang ở nhà cô hả cô? Rồi việc học là mình cô lo luôn. Mẹ nó lo. À có người mà ở chung với người em. Người em có nghĩa là đi làm cũng ở chung nhà chứ không phải đi làm xa hả con ha? Rồi. Thôi à, chú cảm ơn con ha. À, chúc con có nhiều sức khỏe, học thật tốt với con. Rồi, cảm ơn con. Ở chương trình hỗ trợ gạo và phát quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa phận tỉnh Bình Dương. À, đến đây cũng sắp kết thúc. À, con xin chúc cha An Tôn Hà Văn Minh luôn luôn dồi dào sức khỏe và hăng say trên cánh đồng truyền giáo, cho nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Và video đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại. Tạm biệt các bạn.